vùng an toàn và chiếc lòng sợ hãi. Hơn một năm về trước, lúc mình còn làm văn phòng, Thái vẫn hay gửi những bức hình về hành trình của em ấy. Những chuyến đi xa xôi, nơi có biển mây, có khu rừng, có bình minh, có những thứ mình thích, nhưng mình thấy quá xa vời với mình. Làm sao mà dành 2-3 ngày chỉ mà để đi đến một nơi xa lạ, dành chừng ấy thời gian để chơi đùa là phí phạm tuổi xuân. Để giờ đây, khi chính mình là một phần trong chuyến đi ấy, mình mới hiểu, hóa ra đi đâu phải để đến. Chuyến đi rảnh rỗi, phí phạm, phía sau những nhận định như vậy là nỗi sợ. Vì khu rừng, biển mây, vượt khỏi vùng an toàn của mình. Vì mình sợ tụt lùi. Hè 3 ngày đó sẽ khiến mình trở nên thua kém. Chỉ vì những nơi xa xôi ấy không có chăn em nệm ấm, không có nước nóng để tắm, không có internet để lướt mạng xã hội. Bình minh đó là quá viển vông. Mình còn phải ngủ vì hôm qua mệt rồi. Ngủ để còn sức hôm nay dậy đi làm tiếp. Quá nhiều nỗi sợ để mình cho rằng những chuyến đi là thừa thải. Nhưng ngay từ chuyến đi đầu tiên cũng nghĩ lạc quan đời bình an, mọi suy nghĩ đã thay đổi. Vùng an toàn ngày trước là những giá trị trói chặt mình. Như con bói cá được cho ăn mỗi ngày, mình quên cách lướt trong không trung. Nền đất lạnh nhưng những giấc ngủ rất sâu. Trời lạnh làm mình co ro, để mình phải ôm lấy mình. Không phải những đêm thao thức vì bức bối trong ngày dồn lại, hay những lo toan cho ngày làm việc tiếp theo. Mình được ngủ thật sự, không bị chi phối bởi bất cứ áp lực nào. Mình ngủ trong thực tại, hoàn toàn an trú trong thời khắc đó. Chúa chìm ở trong lòng lâu ngày. Một hôm, chiếc lồng rơi xuống đất, gió dữ lao đến cắn phá lòng sâu. Chim sợ lắm, chim nhảy từ phía bên này sang bên kia chiếc lồng để tránh những cú táp. Đối với chim, lòng sâu là nơi an toàn nhất. Sau vài cú táp của chó, cửa lồng bung ra, chim lao ra khỏi chiếc lồng. Chim xòe cánh bay lên cao, chó không thể với tới. Lúc này, chim mới nhận ra chính đôi cánh và bầu trời mới là nơi an toàn nhất. Đó mới là vũ đài dành cho mình. Tiền thả mình vào những nơi xa lạ để thấy mình rõ hơn. Còn bạn, bạn đang ở trong vùng an toàn hay đang ở trong chiếc lồng sợ hãi?